Đây là một thời điểm mà các bạn sẽ thấy là khi chúng ta mới vừa thức dậy, chúng ta xem trạc giá trên sàn là chúng ta thấy đồng coin này, đồng coin kia đột nhiên nó tăng 50%, 70%, thậm chí là x2, x3 ở trên sàn. Và nhiều khi không biết đồng đó đồng gì luôn, nhìn rất là lạ. Thì lúc này các bạn mới loay hoay đâu đó các bạn tìm hiểu về những cái đồng coin này, các bạn thấy đa số nó sẽ là meme coin. Và tại sao thời điểm này, giai đoạn này là những đồng meme coin lại có sóng mạnh như vậy? Khiến cho nhiều người có thể trước đó là các bạn sẽ rất kỷ luật ở trong đầu tư, nhưng đa số khi các bạn thấy meme nó tăng trưởng nó ít nhiều như vậy là bắt đầu các bạn sẽ xuất hiện cái lòng tham của mình, và các bạn sẽ khó kiểm soát, dần sẽ rơi vào một cái cuộc chơi là các bạn sẽ muốn kiếm tiền nhanh. Thì điều đó nó có thật sự là giúp cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ meme coin hay không? Thì trong video này mình sẽ muốn đánh giá thật là chi tiết cho các bạn về tình hình của những đồng meme ở trên thị trường. Nếu mà chúng ta muốn thật sự đầu tư meme thì chúng ta nên chuẩn bị những điều gì, chuẩn bị những kiến thức ra sao? Vậy thì thời của meme coin vừa chỉ bắt đầu hay đây là giai đoạn kết thúc? Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sang Avi này của mình. Thì những ai mà trước giờ các bạn đã từng theo dõi Sang lâu rồi mà các bạn vẫn chưa subscribe kênh thì các bạn hãy nhớ đăng ký và nhấn nút cái chuông để không bỏ lỡ những video mới ở trên kênh của mình. Điều đó Sang luôn phân tích các dạng crypto theo góc nhìn nó sẽ khá là sâu sát để cho các bạn có thể theo dõi, follow được. Và những dự án mà mình cũng đã từng phân tích cho các bạn ở trên đây, những ai mà các bạn chưa theo dõi các bạn cũng có thể xem lại. Những người mà các bạn có đam mê về kỹ thuật một chút, các bạn muốn dấn thân sâu hơn về vấn đề là code hay về vấn đề là tạo blockchain đó, thì các bạn theo dõi chủ video này của mình, nó sẽ khá hữu ích cho kiến thức của bạn về lâu về dài. Thì điều mà bây giờ các bạn đang làm đó là đâu đó các bạn sẽ nhanh chóng các bạn đi research về rất nhiều những đồng meme coin trên thị trường, hoặc là cách làm sao các bạn có thể mua những cái đồng meme coin tiềm năng hay là tăng giá nhanh để giúp cho các bạn có thể ít 100 lần 1.000 lần tài sản. Bởi vì trước giờ cái câu chuyện về meme coin mà các bạn biết tới á, là nó sẽ luôn là cái thằng khiến cho các bạn giàu được nhanh lên. Bạn có thể ít 1.000 lần, nếu các bạn mua 10 triệu thì đâu đó trong tương lai các bạn có thể kiếm được 10 tỷ chẳng hạn như vậy. Đó trở thành một cái miếng mồi thơm khiến cho các bạn muốn lao nhanh vào trong mảng này mà các bạn chưa hình dung đầy đủ được những rủi ro về nó. Nên mình nghĩ trước khi các bạn quyết định chọn cái đồng meme coin nào, hay là các bạn cần có là các bạn phải chuẩn bị được cái lượng kiến thức và chiến lược hợp lý khi các bạn muốn chọn đầu tư meme coin. Đồng meme coin đầu tiên mà mình muốn overview nhanh là cho các bạn, đó chính là cái đồng Dogecoin. Đây là một đồng meme hầu như là bây giờ đứng đầu ở trên thị trường rồi các bạn. Và nó cũng là cái thằng được tạo ra từ rất sớm, từ khoảng 2013 thôi. Lúc đó cũng chưa nhiều người biết đó, chỉ những ai mà các bạn đầu tư Bitcoin, bạn quan tâm nhiều altcoin thì lúc này là có thể là các bạn sẽ biết thằng này. Nhưng mà những người mà chúng ta biết đến nó nhiều hơn khả năng sẽ đến từ khoảng năm 2019 tới năm 2020. Nhất là khi Elon Musk bắt đầu là nói nhiều về cái đồng Dogecoin, nhắc nhiều về nó. Có thể chắc lúc đó là Elon Musk đã tích trữ được cái lượng hàng của Dogecoin khá nhiều rồi, khiến cho giá của nó tăng rất là kinh khủng. Nếu mà những ai mà các bạn join vào thị trường thời điểm đó, các bạn join vào con sóng này, thì mình nghĩ đúng là ăn được Dogecoin ít khoảng vài trăm lần cho đến 1.000 lần tài sản là có các bạn. Cái hình tượng ban đầu á, tất cả những meme coin trên thị trường được tạo ra, người ta gắn cho cái mác nó là cho vui thôi. Nhưng mà thật ra bản chất mình thấy đúng, cái meme coin nó làm ra nó sẽ giống như một cái quy mô, một cái sòng bạc nho nhỏ để cho những người mà chúng ta join vào. Tất nhiên join vào các bạn kỳ vọng luôn là các bạn sẽ chiến thắng, các bạn sẽ kiếm được tiền, chứ không ai mà các bạn bỏ tiền vào đây mà các bạn muốn các bạn thua cả. Nhưng thường cái lý do khiến cho các bạn thua là chẳng qua các bạn không hiểu về sản phẩm, các bạn không hiểu về cái thời điểm các bạn nên mua vào. Các bạn mua vào trúng ngay cái giá đỉnh là các bạn cũng chết. Nhiều khi là meme giúp các bạn ít 10, ít 100 lần rất nhanh, nhưng các bạn chọn sai thời điểm vào, các bạn có thể bị chia 10, thậm chí chia 100 lần sau một đêm là vẫn có. Đó là những rủi ro của nó. Nghĩa là các bạn muốn kiếm tiền nhanh thì các bạn phải đánh đổi ngược lại là các bạn cũng phải mất tiền rất nhanh. Đó là điều ít ai nói cho các bạn nghe, nhưng mà các bạn phải hình dung được vấn đề đó. Ok, và Dogecoin thì nó tồn tại lâu như vậy rồi, dẫn tới là cái cộng đồng á đứng phía sau nó rất là mạnh, cái thanh khoản rất là tốt, dẫn tới là bây giờ Dogecoin là chắc chắn trong tương lai nó vẫn có tỷ lệ là nó bị tăng giảm giá gì đó, nhưng mà nó sẽ không biến động quá nhiều như những cái đồng coin mới. Thì các bạn mua meme coin, các bạn phải biết là cái đồng đó các bạn mua nó đang có sức mạnh cộng đồng như thế nào, thanh khoản ra sao, và cái người đứng sau ủng hộ cho nó là ai. Thì Dogecoin, hình tượng của nó cho vui ấy nha, về meme coin là Shiba Inu, còn cái người đứng sau nó ủng hộ nó là Elon Musk. Và thậm chí nếu các bạn để ý thì cái cách đẩy market của mùa này cho cái đồng Dogecoin là hầu như được tạo dựng ngay từ trước rồi. Các bạn thấy vừa rồi bầu cử đúng không? Hình như là 6, 7 tháng 11 gì đó, là khi mà chùm lên thì ngay lập tức là khoảng vài ngày sau là đã
ra một cái thông tin là tiến cử Elon Musk lên cái vị trí là bộ trưởng bộ hiệu quả. Cái từ tiếng Anh của nó sẽ là Department of Governance Efficiency ở đây. Là viết tắt của từ này là chính là từ Dot luôn các bạn. Mới khiến cho mọi người vào chúng ta FOMO và nó đẩy con sóng lên cao như thế này. Là X2 chỉ trong vòng có vài ngày thôi các bạn, rất là kinh khủng đây nè, các bạn thấy không? Ngày xưa đâu đó là trước cái thời điểm mà Bitcoin tăng mạnh thì nó đâu đó chừng khoảng 0.10 mấy thôi, thậm chí là còn thấp hơn trong khoảng một tháng gần đây nè. Nhưng mà thậm chí khi nó tăng lên 0.2 rồi, bây giờ lại tiếp tục X2. Mà cái đồng này ngày xưa vốn hóa của nó đâu đó là nó đang khoảng 20 mấy 30 tỷ cáp các bạn. Đẩy được cái vùng giá này nó không dễ. Cho nên mình thấy Dogecoin hiện tại vẫn xứng đáng là cái đồng coin Memecoin số 1 trên thị trường. Và những cái đồng khác mong muốn muốn xóa ngôi Dogecoin thì mình nghĩ rất khó các bạn. Và khi một đồng Memecoin đã tăng được tới mức này thì rõ ràng chuyện các bạn nghĩ nó còn X10 nữa thì nó sẽ là một cái vấn đề sẽ rất khó. Cho nên các bạn đừng mơ mộng về những cái đồng mà vốn hóa đang cao như thế này mà các bạn muốn X10 nữa thì hầu như nó sẽ là impossible. Nó sẽ là impossible các bạn. Đây cũng là một đồng Memecoin thứ hai ở trên thị trường mà các bạn cần phải chú ý là Shiba Inu. Thì thằng này á, là nó ra mắt sau cái thằng Dogecoin đó là nhiều. Hầu như là cái thời điểm nó được tạo ra là chắc khoảng cái mùa uptrend đợt trước, mà khoảng đâu đó mình nghĩ là 2020 á, là một cái nhóm nhà phát triển, người ta phát triển thằng Shiba Inu này một cái phong cách cũng thấy là mình thấy họ rất là khôn. Bởi vì khi mà người ta tạo ra dù là đồng đó cho vui hay là làm thiệt gì đó cũng không quan trọng, thì cái thằng tạo ra là cái thằng giữ hết coin rồi, đúng không các bạn? Ở đây các bạn thấy là circulating của thằng Shiba Inu này nè là đâu đó 500 tỷ. Nhưng mà ngày xưa đâu đó là nó phát hành nhiều hơn cái lượng này nhiều, và nó đã chuyển đi khoảng 50% cho Vitalik Buterin, và sau đó là một vài cái chiến dịch phát triển phía sau đẩy giá cho đồng này rất mạnh. Mà lúc này là Vitalik là ông cũng quá giàu rồi, cầm quá nhiều Ethereum mà đâu cần quan tâm những thằng này nữa, thì ông đã chuyển đi khoảng đâu đó là 40% cái đồng Shiba vào trong cái ví DEX. Lúc này khiến cho cộng đồng càng FOMO cái đồng này dữ nữa. Thì cái thằng Shiba Inu này bản chất là nó cũng lấy cái hình tượng là chú chó là Shiba Inu thôi, chẳng qua nó đặt đúng cái tên thôi. Thằng Dogecoin hồi nãy mình nói các bạn cũng lấy hình tượng là Shiba Inu, nhưng mà nó đặt tên là Dog, mang tính là đại diện cho toàn bộ những chú chó luôn. Còn đây Shiba Inu thì nó đặt thẳng cái tên này luôn. Nhưng mà bản chất cả thằng Dog và thằng Shiba Inu ở trên thị trường hiện tại, hai thằng này nó giống như là thằng Shiba giống như đệ tử của thằng Dogecoin vậy. Cho nên khi các bạn thấy Dogecoin mà nó đã có sóng rồi, thường Shiba nó sẽ tăng trưởng theo. Cho nên cách mà hiện tại mọi người đang đầu tư về hai cái đồng này là khi các bạn là thấy cái đồng Dog nó đã tăng trưởng mạnh mà Shiba nó chưa tăng, thì đâu đó các bạn mua vào cái đồng Shiba lúc đó thì cái rủi ro các bạn nó sẽ thấp và tỷ lệ các bạn tăng được lợi nhuận nó sẽ rất là cao. Còn ngược lại thì không nha các bạn. Cho nên khi đầu tư những thằng này thì các bạn chú ý cái vấn đề đó là được. Trước khi đi sang phần tiếp theo thì những ai mà các bạn có quan tâm những cái đồng Memecoin nào mà các bạn cần mình kiểm tra thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới để mình có thể xem thêm cho các bạn. Rồi bây giờ mình đi qua phần tiếp theo. Đồng này lại dùng hình ảnh của cái con ếch xanh đó, The Fork, để mà nó dùng đại diện cho cái đồng này. Và khi mà phát triển là đồng này vô tình nó lại ra mắt ngay cái thời điểm downtrend của mùa trước. Cho nên lúc đó mặc dù là thanh khoản trên thị trường nó không được mạnh, bởi vì đa số nhà đầu tư bị thua lỗ nhiều các bạn. Những người mà chúng ta không hiểu về thị trường á, chúng ta mua vào những đồng coin nó giá quá cao, hầu như việc là các bạn bị chia 10 là quá bình thường luôn ở mùa trước. Thì đến lúc thằng này ra thì cách của nó thu hút dòng tiền, cách nó thu hút những nhà đầu tư quan tâm là bởi vì nó cũng tăng giá rất là lẹ, tăng khá là mạnh. Những ai mà hầu như mình nghĩ mua bebe cái đồng này, các bạn mua được từ sớm á, thì đâu đó các bạn ít 100-200 lần là vẫn có với cái đồng coin này. Nhưng mà bây giờ tính tính tình hình hiện tại, mặc dù cái thằng này bên phía đội ngũ dự án muốn là nó sẽ cạnh tranh được với hai đồng top đầu như nãy mình giới thiệu các bạn là về Dogecoin, về Shiba, thì hiện tại là market cap của nó đâu đó nó cũng gần 10 tỷ rồi. Dẫn tới nếu các bạn mua vào những đồng này thì mình nghĩ là mức độ rủi ro lúc này nó sẽ trở nên rất là cao. Bởi vì trước đó đâu đó là mình nhớ mình có xem qua thằng BB này vốn hóa đâu đó nó khoảng 3-4 tỷ thôi, mình đã đánh giá cái rủi ro nó khá cao rồi. Mà bây giờ tụi nó còn đẩy lên cái mức này nữa, đẩy lên đã X2 rồi. Đây các bạn thấy cũng X2 trong vài ngày nó tạo thành một cái làn sóng. Thì bây giờ nếu mà các bạn không biết rõ về cái lịch sử giá hay lịch sử phát triển của nó thì các bạn vào các bạn sẽ dễ bị đu, và các bạn cần phải cẩn thận cân nhắc rõ ràng được cái mức market cap của những cái đồng meme trên thị trường như nãy mình vừa mới giới thiệu các bạn, thì các bạn mới có được một cái cách đánh hợp lý cho những đồng này. Đồng thứ tư mà tiếp theo mình sẽ phân tích cho các bạn là về cái đồng WIF.
là nó sẽ là dot whip hash. Ở đây nó rõ ràng là nó sẽ một cái từ, hai từ đơn giản các bạn cần quan tâm là dot và hash thôi là được. Thì hình tượng mà cái đồng meme này nó lấy vẫn là hình tượng của một chú chó là Shiba Inu, nhưng mà với một cái nón len đội ở trên đầu, cho nên nó sẽ đặt tên là dot whip hash là như vậy các bạn, và mã token của nó sẽ là whip. Thì thằng này mình đánh giá về cái lực của nó phát triển thì nó yếu hơn ba thằng ở phía trước mình đã nói. Và cái sự khác biệt thứ hai của nó là nó tạo ở trên mạng lưới Solana, là đồng meme này được tạo ra để hút dòng tiền cho mạng lưới Solana chứ không phải là hút cho mạng Ethereum hay là mạng Binance Smart Chain như những thằng trên. Nói chung là những thằng meme phía trước mình giới thiệu các bạn đa số là phát triển ở trên mạng Ethereum là chủ yếu. Có thằng Whip này là một meme ở trên Solana. Cho nên nếu mà đầu tư cái đồng meme này, các bạn phải để ý về cái sức mạnh của đồng Solana nữa. Nếu mà sức mạnh của đồng Solana bị suy yếu thì chắc chắn đồng này nó cũng dễ bị chia 5 xẻ 7. Còn nếu mà sức mạnh của đồng Solana vẫn được duy trì ở ngưỡng cao như là Sol hiện tại vẫn duy trì được ở mức trên 200 đô thì chắc chắn là thằng này vẫn còn tỷ lệ tăng giá. Nhưng dù sao thì các bạn nhìn ở đây thì nó cũng đã vừa x2 rồi, nên các bạn phải cân nhắc được cái mức độ rủi ro khi các bạn vào và market cap của nó ở đây. Ok, và chúng ta sẽ đi đến đồng meme coin thứ 5. Đồng Bon này là về một cái dạng meme coin được đại diện cho cũng là hệ chó mèo luôn các bạn. Và giá của nó các bạn thấy đây nè, là đang đâu đó khoảng 4 số 0, 1 số 4 đúng không? Và market cap đang đâu đó cũng khoảng là 3 tỷ đô rồi. Thì cái điểm đặc biệt của cái đồng này khi nó làm ra để nó có sức cạnh tranh với những cái đồng meme khác á, là nó đã airdrop ra khoảng 50% cho cộng đồng. Và sau đó nó còn tuyên bố là bây giờ cái đồng này không hề bị thao túng hay bị quản trị bởi ai. Nhưng mà cái cuối cùng là tất nhiên mọi thứ khi mà mọi người giữ cái token rồi, tất nhiên sẽ không ai thao túng được cái token, không ai lấy được cái token trong ví của mọi người ra. Nhưng mà cái thằng này nó thao túng duy nhất chỉ là giá thôi. Thì rõ ràng một cái đồng meme coin làm ra nếu mà nó không có sự tăng giá thì chả ai thấy nó thú vị, chả ai thấy nó hấp dẫn cả. Và đến bây giờ thì khi mà cái đợt sóng meme tăng trưởng, các bạn cũng thấy là thằng này nó vừa qua nó cũng đã x2 lên rồi và đang dừng lại vùng giá này. Nó cũng đang muốn cạnh tranh được cộng đồng với lại những thằng meme kia. Nhưng mà mình đánh giá thằng Bon này về mức độ cộng đồng đón nhận cái đồng này nó đang yếu hơn những cái thằng mà mình đã giới thiệu cho các bạn trước đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua đến đồng meme coin cuối cùng. Đại diện cho một đồng meme nổi bật nhất ở trên mạng lưới Tron, đó chính là Knot. Thằng Knot này người ta chú ý đến nó không phải về cái hình tượng hay là về những cái mà nó đại diện, là đại diện chó mèo con này con kia gì cả, mà chẳng qua cái từ viết của nó, Knot á, là viết ngược lại của cái từ Ton. Các bạn thấy không? N-O-T, Ton là T-O-N. Thì cái thằng Knot coin này nó tạo nên sự thú vị đến từ cách nó viết. Thậm chí khi thằng này ra cái đồng là Knot thì bắt đầu trên thị trường nhiều thằng nó ra những cái đồng như là Yes. Mai mốt có chu phone hay không nữa thì sẽ không biết. Nhưng mà trước mắt là cái đồng Knot này, khi nó trải qua nhiều thăng trầm về việc tăng giá, sang nhớ ngày xưa vừa list lên sàn thì đâu đó nó chắc khoảng là từ khoảng cái vùng là 0.004, 0.005 gì đấy. Và sau đó nó tăng đâu đó khoảng x3, x4 lên cái đỉnh cao nhất hình như là đâu, để sang coi lại coi, 0.02. Và đến bây giờ nó còn khoảng 0.008 thôi. Thì đây là một đồng meme của hệ Ton. Thì chắc chắn cái sức mạnh của nó, đa phần nó cũng sẽ có sự liên quan và dính líu đến cái đồng Ton. Cho nên nếu mà các bạn thấy đột ngột cái hệ Ton nó đang vụt mạnh lên thì lúc đó các bạn đổ dòng tiền và các bạn đầu tư đồng Knot thì tỷ lệ các bạn win nó cũng sẽ cao. Còn khi cái mạng Ton, cái hệ Ton nó chưa có sóng thì việc các bạn đầu tư vào những cái đồng meme là cái đồng Knot này thì rủi ro nó cũng sẽ cao. Hoặc là nếu mà sức mạnh của cái đồng Ton nó suy yếu thì cái thằng meme coin như Knot coin nó cũng sẽ bị suy yếu theo. Nhưng mà mình chỉ muốn nhắc lại các bạn là khi các bạn đầu tư meme coin, rõ ràng là thời điểm các bạn kiếm lợi nhuận tốt nhất không phải là cái thời điểm mà nó đang tăng giá mạnh, nó vừa x2 x3. Vừa x2 x3 các bạn lũi vô mua thì việc các bạn bị giảm giá lại nó sẽ rất là cao. Nhưng mà lúc mà các bạn dự đoán được sức mạnh của những, ví dụ là meme nó theo cái nhóm chó mèo hay là meme nó theo cái nhóm của cái nền tảng đó, thì các bạn xác định cái nền tảng đó có khả năng mạnh ở trong tương lai thì các bạn mua dần từ sớm thì việc các bạn có lãi nó mới dễ. Chứ không phải các bạn cứ thấy là nó đang ít, các bạn điên cuồng vô các bạn mua thì nó sẽ dễ bị giảm giá trở lại. Rồi, và đó là Sang cũng đã phân tích cho các bạn lại những cái đồng meme coin nó đang có sức mạnh, thằng nào đang đứng đầu ở trên thị trường, thằng nào đang mạnh, đang yếu, và thứ tự của nó sẽ đi từ đầu cho đến cuối. Rõ ràng cái thằng Knot coin nó ra đời là sau này, cho nên tất nhiên nó sẽ hiện tại nó yếu hơn những thằng kia rồi, bởi vì cộng đồng nó không có mạnh và chưa nhiều người thật sự là người ta kiếm được lợi nhuận, người ta kiếm được tiền từ đồng này, cho nên đâu đó cái sự tăng giảm giá của nó sẽ chưa quá rõ rệt.
Nhưng các bạn thấy một cái đặc điểm là chúng ta thấy là qua những cái đồng meme coin vừa rồi á, thì cái thằng lead việc meme coin tăng giá là cái thằng Dog này. Các bạn thấy không? X2 nè. Và đa số những cái đồng khác chúng ta thấy overview nhanh qua thì nó đều là X2 cả. Thằng WIT cũng vậy, rồi thằng Bond cũng vậy. Có thằng NOT là hiện tại là nó vẫn chập chững ở cái ngưỡng này thôi, nó vẫn chưa X2 được. Thì theo quan điểm của mình đối với những đồng meme các bạn, các bạn phải hiểu rõ về ưu và nhược điểm của nó. Đầu tiên chúng ta thấy ngay meme, ưu điểm của nó là gì? Nó sẽ tăng giá rất là nhanh. Và nếu như mà các bạn may mắn các bạn mua trúng những cái đồng mà nó từ trước giờ chưa có đợt tăng giá mạnh, các bạn có thể giàu lên rất là nhanh. Nhưng mà khuyết điểm của nó cũng vậy. Khuyết điểm của nó chính là việc rủi ro nó cũng sẽ rất là cao. Vì nếu như mà các bạn mua vào trúng cái vùng giá mà nó đã ít nhiều trước đó, mà các bạn không quan sát được lịch sử giá cũng như các bạn không tìm hiểu cái đồng này rõ ràng từ đầu đến cuối, thì các bạn mua vào các bạn cũng sẽ dễ bị chia tài sản rất là mạnh. Cho nên đó là điều mà các bạn cần phải hiểu và các bạn cần phải cẩn thận. Cái các bạn cần phải chuẩn bị khi các bạn đầu tư đồng meme là, đầu tiên các bạn phải tìm hiểu về lịch sử phát triển của thằng này đã phát triển được bao lâu rồi, tồn tại trên thị trường bao lâu. Nếu mà tồn tại quá ngắn thì việc là team của nó muốn xả thanh khoản hoặc là muốn rời bỏ dự án là rất là dễ. Rồi cái thứ hai, khi tìm hiểu qua những vấn đề đó, các bạn phải xem cái lực thanh khoản của đồng này nó chịu được ở cái ngưỡng nào, cộng đồng của nó có mạnh không, và lịch sử tăng giảm giá của nó ra sao. Nếu như các bạn quyết định các bạn mua vào một đồng meme mà trước giờ nó chỉ có tăng giá thôi, chưa hề giảm giá, thì việc các bạn mua vào, các bạn đu đỉnh hoặc các bạn bị chia 5, chia 7 tài sản là rất cao. Cho nên các bạn phải lưu ý những vấn đề đó. Và cuối cùng, cái mình muốn chốt lại về cái vấn đề meme này, cách của mình nhìn nhận về nó nha các bạn. Thì hiện tại trên thị trường tất nhiên có rất là nhiều loại coin, nhưng mà nó chỉ chia ra thành hai nhóm chính thôi. Một là loại coin nó có sản phẩm, và hai là cái loại coin không có sản phẩm như là meme coin. Nhưng mà mình chỉ nhận thấy là mặc dù là coin có sản phẩm, ví dụ là cho các bạn dễ hiểu như là Aptos hay là Sui hay là Chainlink hay là Warhol chẳng hạn, thì nó luôn có một cái sản phẩm phía sau để mà nó cài ra cái dòng tiền cho dự án. Còn thằng meme coin này thì thực ra gọi là không có sản phẩm, nhưng mình nghĩ cái sản phẩm chính của nó sẽ là tiền. Có nghĩa là meme coin luôn sẽ tìm cách tăng giá rất là mạnh, tăng giá rất là nhiều. Nhiều khi các bạn không hiểu tại sao nó tăng giá luôn, nhưng mà nó vẫn phải tăng giá như vậy, bởi vì nó đâu có sản phẩm gì đâu, các bạn đâu có phân tích được gì nhiều từ thằng meme coin này. Nó đâu có làm ra được những cái gì đó về mạng lưới hay là về một cái sản phẩm gì đó để các bạn có thể check được. Cho nên cái mà nó thu hút nhà đầu tư chỉ đến từ việc là đồng meme đó tăng giá. Cho nên mình không thấy ngạc nhiên với việc là meme coin nó tăng giá mạnh. Mình chỉ thấy khi nó tăng giá như vậy rồi thì với cái market cap đó là chúng ta còn mua được không, hay là nếu mà các bạn mua thì các bạn dự định là các bạn định ra ở cái vùng nào và vùng đó có tỷ lệ xảy ra nhiều không. Và đâu đó các bạn phải nhìn thêm giá Bitcoin nữa, thì lúc này các bạn sẽ có cái nhìn thật sự nó kỹ về toàn bộ thị trường. Là mình đã phân tích qua cho các bạn đầy đủ những dự án meme mà nó đang nổi bật ở trên thị trường. Nếu như mà nó đang có sót những cái đồng meme nào đang hot thì các bạn cũng có thể comment bên dưới để cho mình biết nha.